Anh thật ra mình còn chưa biết chơi cù đấy nhá, từ trước đến giờ không biết chơi cù nhá. Cắt áo khác nào rồi mà. Nghĩa con thôi mà chắc đang Nghĩa nè. Nghĩa ơi, đừng đưa sao. Nghĩa, áo ấy, đừng đưa. Nước à? Sao à? Xem văn nghệ đi. Xem các cụ. Ôi các cụ ở trên này mau lắm. Xịt xịt. Có hãng xịt ngay. Chơi này đau người lắm ấy nha, phải đùa đâu. Đau người tay, đau người. Ấy. Cắt đâu có không? Các con các cháu sẽ bị hồng tập. Lấy hơn cả thanh niên đấy, em chỉ còn lắm. Các cháu còn không biết chơi bằng các cụ ý gì ạ? Em chịu, em chẳng biết quay củ ấy. Mà giải loạn còn chuẩn lắm. Ây, đồ. Ây.
Vui ạ. Chiều nay đánh bóng nha. Ném còn xong từ sáng rồi mà, em ra có kịp xem đâu, em ra muộn. Ở trong xã mình cơ, trong xã Việt Lâm mình ấy, các cụ chơi vẫn còn chuẩn lắm, các cháu chơi còn không bằng ấy. Bao nào cũng chuẩn. Con chuẩn. Đi chơi nhà Phao nhá. Con đi chơi một tí xong đợi mẹ nhá. Nhưng mà đi cẩn thận, ướt này, ướt này, ướt này. Đi lên đấy. Các anh các chị đợi em một tí để cho cháu lên trên này đó. Con lên trên đi. Bỏ giày xuống dưới. Con
Thua cụ nha. Giá bài còn chết lắm mày, bị qua bị chạy lên tương còn khắp mấy tương này không mà. Chưa đánh bóng không?
Ở trên này sáng cũng mưa mưa mà em. Bây giờ cũng đang mưa bé. Nhưng mà vẫn cứ chơi. À thế à? Đến trên này chơi đi em. Bác ơi, bác nhẹ tay thôi. Cụ đi nhặt cầu cù xa lắm. Ở Việt Lâm chị ơi. Tôi hai bắt điều về vậy. Cả ông vào thì sợ lắm. Cù bay vào đầu đấy. Các bạn cũng chơi hay hơn các bạn. Để các bạn chơi hay hơn. Năm nay cũng chơi bị mất đất vịt rồi nhỉ. Có mà. Thế ở đây đấy. Tóc mình chỉ đáng cần ai tôi cần ai mà nó nó. Bỏ bờ là thua nhưng chỉ thôi còn nào. Thế mà làm trước cô đi. Không à, ở trong cái lâm ạ. À nó diễm có lên tới gần con nào à. Để cho ông mình. Nhiều lắm cái kiểu người nó tóc tối cơ mà. Vậy na chỉ là ký chục bát. Luật chơi như nào không biết ạ. Cái này không biết luật chơi ạ. Chắc là cứ ăn chúng nó thắng rồi. À đúng rồi, sân vận động đấy chị ơi. Chào mở thua thì tối cơ mà. Đánh lên lo rồi, đi ơi. Đâu
Quần này quần đúng kiểu ấy nhỉ. Quần sai là không ấy. Đã vào lớp rồi à? Tôi sáng lên, tôi sáng ăn là gì? Làm ba tàu lại. Đúng quên. Chính là quên. Bình tĩnh.
rồi các bà. Hết hù các bà hết. Các bà là không không mạnh đâu nhưng mà chuẩn lắm, phát nào phát đấy cũng chuẩn.